Thấy Hoàng cứ lo lo. Đấy. Tôi không hề biết trước. Em nghĩ rằng mình trả lời được bao nhiêu câu qua 90 giây? Em mong là mình có trả lời được 50% số câu hỏi là em vui lắm rồi. 50%, tức cỡ là khoảng 6 câu rưỡi ấy. Rưỡi thì thôi, cứ 6 hoặc 7 là được. 6 hoặc 7 ngồi ngay bên cạnh chị Nhung. Hoàng ơi, em thiếu tế nhị quá cơ. Không sao cả, bạn ấy trả lời được càng nhiều câu hỏi thì càng mừng. Dạ vâng, thì em cũng mừng, mà em nghĩ là chị cũng vừa mừng vừa lo. Không được thì hôm nay gặp gỡ những đối thủ nặng ký thế này là một niềm may mắn đấy ạ. Vâng ạ, vâng ạ. Nặng ký theo nghĩa đen ạ. Nào, bạn Hà Việt Hoàng, chuẩn bị. 90 giây bắt đầu. Mời bạn hãy viết lại cho đúng từ sau. Khuếch đại. Đáp án chính xác, chúc mừng bạn. Sắp xếp từ. Cam đoan. Cam đoan, đáp án đúng. Mảnh sắp rẻ. Sắp xếp từ, gì nào? Mảnh rẻ. Đáp án hoàn toàn đúng. Gì đây? Một cách gọi khác của mơ. Chiêm bao. Chiêm bao, đáp án đúng. Nàng tiên cá. Nàng tiên cá, đáp án chính xác, rất nhanh. Xoen xoét thứ hai ạ. Xoen xoét thứ hai, mời bạn. Súng xít hay là súng xít? Súng xít đầu tiên ạ. Một, súng xít, đáp án đúng. Mời bạn tiếp tục. Sáng suốt thứ hai ạ. Đáp án hoàn toàn chính xác. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả? Vâng, bướm thường, nói hai cho đúng ạ. Hai, đáp án chính xác. Cầu chấm chấm chấm. Cấu thước. Đáp án hoàn toàn đúng. Canh cải mà nấu với gừng không ăn thời chớ xin đừng bỏ qua. Xin đừng bỏ qua, nó là mỉa mai. Khinh thị ạ. Khinh thị, từ này khó. Chính xác, hãy tìm một động từ có vần ên. Đây là câu hỏi cuối, cô bình tĩnh. Động từ. Hai, một, hết giờ. Lên. Lên. Vâng, thưa quý vị, bạn Hà Việt Hoàng đã trả lời rất nhanh những câu hỏi của chúng tôi đưa ra. Xin mời thành viên tổ cố vấn ạ. Như thường lệ thì tôi cũng ngồi, tôi đếm. Nhưng mà thôi, để cho Xuân Bắc còn có đất thì đúng, tôi không công bố. Quả thật thế này, tức là khi mà biết khi mà Hà Việt Hoàng xuất hiện ấy, thì tôi chắc là cũng giống như là nhiều người khác có một cái cảm giác rất là chờ đợi và hồi hộp. Và lúc nãy bạn nói là chỉ trả lời được 6 câu thì cứ nghĩ là Hà Việt Hoàng có chiến thuật thi, nghĩa là giữ sức cho những vòng đầu để đăng quang một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên là bạn trả lời cũng rất là xuất sắc hầu hết tất cả các câu. Chỉ có mỗi một cái câu cuối cùng, tức là canh cá mà nấu với gừng không ăn thời chớ xin đừng mỉa mai ấy. Đấy, thì cái câu này đúng là nó không phổ biến. Thế tuy nhiên nó cũng có một cái ý nghĩa mà tôi muốn chia sẻ với mọi người. Chắc đây thì nhiều người nội trợ thường khi mà mình nấu cái canh rau cải bao giờ cũng búng một tí gừng vào, nó có một cái vị đặc biệt rất là ngon mát mà lại ấm ấm mùa hè. Nhưng mà trong thực tế thì nó cũng là cái món ăn bình dân thôi. Thì cái câu ca dao này muốn nói ấy, tức là chỉ có thế thôi. Thế với tất cả cái tấm lòng của mình trân trọng, nhưng mà nếu mà không dùng thì cũng đừng chê cười để làm cho người ta cảm thấy buồn lòng. Thì nó dạy một cách ứng xử theo tôi rất là tinh tế. Vâng. Chúc mừng Hoàng, thi đấu tốt nhé. Thực ra ban đầu là em cái từ bỏ qua của em là một câu trả lời đấy, nhưng mà em cũng nghĩ là chương trình chắc là cũng không cho đáp án là bỏ qua đâu, nhưng mà thôi em cứ trả lời. Khi mà anh nói rằng là mỉa mai ấy, thì anh mới chợt nhận ra rằng cái chữ bỏ qua của em là câu trả lời. Tại vì em nói rất đúng nhịp vần nữa cơ. Vâng, em... Xin đừng bỏ qua. Mình bảo mỉa mai, nhìn lên đã thấy khác rồi. Thấy chưa? Hà Việt Hoàng giành được 11 điểm. Xin chúc mừng.